Thưa quý khán giả, do nhà ở gần trạm y tế xã, chứng kiến nhiều cảnh tượng khác, các bệnh nhân nguy kịch không qua khỏi, cũng chỉ vì không được đưa đi cấp cứu kịp thời. Một người thợ sửa xe đã dùng chính số tiền ít ỏi của mình để mua xe cấp cứu chở những bệnh nhân nghèo. Và trong suốt khoảng 2 năm qua, hàng trăm chuyến xe nghĩa tình vẫn đều đặn lăn bánh để giúp đời. Chủ nhân của câu chuyện và lòng nhân ái mà chúng tôi muốn nhắc đến chính là anh Nguyễn Hoàng Giang ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Từng làm nhiều nghề mưu sinh và lái xe khách nhiều năm, anh Nguyễn Hoàng Giang không chỉ vươn lên bằng chính đôi tay của mình mà còn có nhiều ý tưởng giúp đỡ người khác. Thấy công việc cứ rày đây mai đó, anh chuyển sang học nghề sửa xe được 2 năm rồi mở tiệm kiếm sống. Ấy vậy mà vào năm 2018, anh Giang quyết định bán xe, bán hết tài sản có được và vay mượn họ hàng để gom đủ tiền mua xe cấp cứu làm từ thiện. Thời gian đầu lo tự túc được khoảng hơn năm, rồi sau này nhờ ông anh với đứa em cũng ủng hộ tiếp. Từ làm về cũng gần 500 ca, 400 chín mấy ca rồi. Một tháng trung bình khoảng mười mấy ca, tháng cao điểm 4 mấy ca. Chiếc xe đầu tiên anh sắm được là chiếc xe 7 chỗ đời cũ với giá 85 triệu. Nhưng chạy được một thời gian phải đổi xe mới vì xe xuống cấp. Anh mua lại chiếc xe 16 chỗ với giá 100 triệu đồng, rồi sửa sang gắn đèn, máy lạnh, hộp sơ cứu. Riêng băng ca, anh tự hàng để tiết kiệm chi phí. Anh Giang tâm sự, nhiều lúc tiền bạc không có, thắt ngặt, chẳng biết phải xoay sở vào đâu. Thế nhưng, những chuyến xe nghĩa tình chưa bao giờ gián đoạn, miễn là anh còn sức để lao động, còn những lòng nhân ái cùng chí hướng với mình. Chỉ nghĩ là mình bỏ vô có thể gọi là rất là ít, nhỏ nhoi đó. Nhưng mà mình cảm thấy giúp được người khác, rồi chuyển bệnh được, hoặc là cứu được một cái người nào đó, cảm thấy mình vui là vậy là được. Dù không đi cùng chồng trong các ca chuyển bệnh, nhưng chị Lưu Kim Tư, vợ anh Giang, luôn là hậu phương vững chắc để anh yên tâm làm từ thiện. Chị cho biết, anh Giang đi thì chị ở nhà vừa săn sóc con cái, vừa trông coi tiệm. Thu nhập mỗi ngày không nhiều, nhưng hai vợ chồng chị vẫn lạc quan. Nhưng mà chị em có phản đối, chị thấy tại vì chị thấy bà con ở đây thấy cũng khổ này kia nọ vậy đó. Tại vì lúc trước mình đã từng khổ, mình đã trải qua, mình biết rồi đó. Rồi mình cũng thương vậy đó, rồi mình cũng ủng hộ. Vừa là tài xế cho những chuyến xe từ thiện, vừa lao động để mưu sinh, nhưng tấm lòng nhân ái của anh chưa bao giờ nguội lạnh. Những chuyến xe cứ như thế được duy trì và cứu sống bao nhiêu trường hợp nguy cấp. Tin tức Mekong của truyền hình Hậu Giang đến đây xin được phép tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.